Các anh chị ở các điểm cầu, chúng ta bắt đầu cái buổi telehouse ngày hôm nay và xin trân trọng với giới thiệu với tất cả các thầy cô, các anh các chị ở các điểm cầu ngày hôm nay trong hội trường của điểm cầu Bệnh viện Trường Đại học Hà Nội thì có Phó Giáo sư Nguyễn Quý Hồi, một chuyên gia. Nguyễn Quý Hồi, vâng, thầy cứ ngồi đấy ạ. Vâng. Thầy là chuyên gia về chuyên ngành về hô hấp và là giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Và thầy cũng sẽ tham gia cùng với chúng ta hội chẩn và tư vấn của ngày hôm nay. Và sau này thì các thầy cô, các anh, các chị cũng có thêm một địa chỉ nữa từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng và từ phía thầy Hồi để hỗ trợ cho các thầy cô, các anh, các chị trong cái chuyên ngành về hô hấp. À, xin mời thầy Hội, thầy có thể bỏ khẩu trang ra để mọi người ngắm thầy một Chiêm chút ạ. ngưỡng đi thôi. Vâng, vâng, các thầy cô, các anh, các chị nhìn thấy thầy Hội rồi đấy ạ. Xin trân trọng xin kính chào tất cả các thầy, các cô, các anh chị. Vâng. Để bắt đầu cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai bài báo cáo về cập nhật chẩn đoán và điều trị loãng xương với sự trình bày của tiến sĩ Phạm Hoài Thu và sau đó là can thiệp ngoại khoa trong điều trị loãng xương trước hết của thầy Nguyễn Vũ. Trước hết xin mời cô Thu ạ. Kính thưa thầy Thành cùng các thầy cô và các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu. Sau đây em xin được thay mặt đơn vị cơ xương khớp thuộc khoa nội tổng hợp bệnh viện Đại học Y xin được trình bày về chủ đề cập nhật chẩn đoán và điều trị loãng xương. Với hai nội dung thứ nhất là loãng xương và hậu quả và nội dung thứ hai là điều trị loãng xương theo mục tiêu. Em xin đi vào nội dung thứ nhất là về loãng xương và hậu quả. Định nghĩa bệnh loãng xương là một bệnh lý hay gặp nhất trong các bệnh lý của hệ thống xương, được đặc trưng bởi tình trạng giảm mật độ xương, tổn thương các cái vi cấu trúc của xương và giảm độ chắc của xương, làm tăng nguy cơ gãy xương. Nhìn vào biểu đồ này thì chúng ta có thể thấy rằng là khối lượng xương thì tăng nhanh từ khi sinh ra đến khi và đạt đỉnh để ở lúc mà chúng ta khoảng tầm 25 đến 30 tuổi. Ở giai đoạn này thì quá trình hủy tạo xương chiếm ưu thế hơn so với quá trình hủy xương và sau đó thì bắt đầu giảm dần. Đến độ tuổi 40 tuổi thì khối lượng xương thì giảm chậm, nhưng mà đến khoảng 50 tuổi và độ tuổi sau mãn kinh thì khối lượng xương sẽ giảm rất nhanh và ở giai đoạn này thì quá trình hủy xương thì chiếm ưu thế và làm tăng nguy cơ gãy xương. Và sau khi gãy xương thì người cao tuổi thì thường không thể trở lại cuộc sống bình thường và phải sống phụ thuộc. Và hậu quả của bệnh loãng xương thì rất là nặng nề, làm tăng nguy cơ trầm cảm, suy hô hấp hay các bệnh lý tim mạch và tăng cái tỷ lệ phải nhập viện cho người bệnh. Và theo thống kê thì cho thấy rằng làm tăng tỷ lệ tử vong đến 12 đến 20% ở những cái bệnh nhân mà loãng xương có gãy xương cổ xương đùi sau 2 năm. Các yếu tố nguy cơ của loãng xương thì bao gồm các yếu tố không thay đổi được và các yếu tố nguy cơ thay đổi được. Các yếu tố không thay đổi được bao gồm về chủng tộc, phụ nữ da trắng và châu Á thì hay gặp hơn ở phụ nữ da đen. Tỷ lệ loãng xương thì tăng cao ở cả hai giới nam và nữ, trong đó thì giới nữ thì hay gặp hơn. Các yếu tố về di truyền, về gia đình, đặc biệt những gia đình mà có bố hoặc mẹ có tiền sử bị loãng xương hoặc gãy xương, rồi tình trạng mãn kinh do thiếu hụt estrogen. Các yếu tố thay đổi được thì bao gồm về chế độ dinh dưỡng thì có thiếu canxi và vitamin D, chỉ số khối cơ thể của người bệnh thấp dưới 18, lối sống thì ít vận động do bệnh tật hoặc là do nghề nghiệp, rồi là thói quen thì sự hút thuốc lá hay lạm dụng rượu và mắc một số các bệnh lý mãn tính, bệnh cường giáp, cường cận giáp hay đái tháo đường, tình trạng suy thận, xơ gan, rồi tình trạng viêm khớp mãn tính và nhiễm HIV, sử dụng kéo dài một số thuốc như corticoid và heparin. Về phân loại loãng xương thì chia ra làm hai loại là loãng xương nguyên phát là loãng xương mà không tìm được nguyên nhân nào khác ngoài tuổi tác và tình trạng mãn kinh. Loãng xương thứ phát là các loãng xương mà liên quan đến một số các cái bệnh lý và đặc biệt là do một số các cái thuốc. Về biểu hiện lâm sàng, ở giai đoạn sớm thì loãng xương được coi là một bệnh lý thầm lặng nên đa phần thì không có triệu chứng cho đến khi gãy xương. Và ở giai đoạn muộn thì bệnh thường biểu hiện bởi tình trạng gãy xương là gãy tự nhiên hoặc sau cái chấn thương nhẹ. Gãy xương do loãng xương thì thường được định nghĩa là cái lực người ta tính cái chấn thương nhẹ ở những bệnh nhân gãy xương ở đây được tính bằng một cái lực tương đương là bệnh nhân đang đứng và ngã xuống và dẫn đến tình trạng gãy xương. Cái điều này thì không xảy ra ở những trường hợp mà xương lành và với biểu hiện gãy lún thân đốt sống, gãy cổ xương đùi, gãy đầu dưới xương quay, đau lưng cấp tính hoặc mãn tính do xẹp lún các cái thân đốt sống với biểu hiện là đau lưng nhiều ở vùng lưng và thắt lưng, có thể lan ra vùng trước bụng và ngực kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần. Và đau lưng mãn tính thì thường do là biến dạng cột sống. Và hậu quả của quá trình này thì dẫn đến cái tình trạng là gù lưng, có giảm chiều cao và đau cơ cạnh cột sống và xương sườn cuối thì chạm sát vào màu chậu.
Các cái biểu hiện về loãng xương trên X quang thì thường là muộn. Các bất thường có thể thấy là giảm độ dày của vỏ xương ở các xương dài, giảm các cái số lượng ở bè xương ở xương sốt và đốt sống thì tăng thấu quang. Các cái hình ảnh viền khăn tang ở đốt sống, biến dạng xẹp lún thân đốt sống như chúng ta có thể thấy ở trên hình. Các cái gãy xương ở các vị trí khác. Xét nghiệm thì có vai trò quan trọng trong chẩn đoán loãng xương. Các cái xét nghiệm ở mức độ 1 thì giúp chẩn đoán xác định loãng xương. Trong thực hành lâm sàng, nếu các cái xét nghiệm này bình thường thì có thể loại trừ đến 90% các trường hợp mà loãng xương thứ phát. Còn xét nghiệm mức độ 2 thì giúp xác định chẩn đoán loãng xương thứ phát. Và tùy theo cái lựa chọn cái xét nghiệm nào để đánh giá thì tùy thuộc vào cái tiền sử cũng như là về đánh giá lâm sàng của từng bệnh nhân mà chúng ta sẽ lựa chọn làm xét nghiệm cho bệnh nhân. Hiện nay thì có nhiều các cái phương pháp để đo mật độ xương và cũng tùy từng điều kiện cụ thể của từng cơ sở y tế mà có thể áp dụng trong thực hành lâm sàng. Với mỗi một cái phương pháp đo mật độ xương này thì đều có những cái ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là phương pháp đo hấp thụ tia X năng lượng kép bằng máy đề xa có độ chính xác cao với thời gian ngắn và liều tia thấp và đo được tất cả các vị trí ở xương. Đây là cái tiêu chuẩn vàng để giúp cho chẩn đoán xác định loãng xương, dự đoán được nguy cơ gãy xương, xác định tốc độ mất xương và theo dõi đáp ứng điều trị. Đây là cái kết quả đo mật độ xương sử dụng cái máy đề xa. Chúng ta sẽ quan tâm tới hai thông số. Một là chỉ số T-score là mật độ xương của bệnh nhân so với người trẻ khỏe mạnh cùng giới, gọi mật độ xương đỉnh đấy ạ. Và Z-score là mật độ xương của bệnh nhân so với người cùng tuổi và cùng giới. T-score thì thường sử dụng để đánh giá loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Còn Z-score thì thường để đánh giá loãng xương ở trẻ em. Hoặc là nếu trong trường hợp mà phụ nữ sau mãn kinh mà có chỉ số Z-score thấp thì chúng ta cần phải tìm các cái yếu tố gợi ý của loãng xương thứ phát. Theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 1994 thì đã đưa ra một cái tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương dựa vào chỉ số T-score. Mật độ xương bình thường là T-score lớn bằng âm 1, giảm mật độ xương khi T-score trong khoảng từ âm 1 đến âm 2,5, loãng xương khi T-score dưới âm 2,5 và loãng xương nặng là T-score dưới âm 2,5 và có kèm theo gãy xương do loãng xương. Năm 2020 thì Hội Nội tiết của Mỹ đã đưa ra một cái tiêu chuẩn mới giúp chẩn đoán loãng xương sớm hơn với các cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là mật T-score ở vị trí cột sống ở cổ xương đùi ở 1/3 dưới xương quay thì dưới âm 2,5, có gãy đốt sống hoặc cổ xương đùi sau những sang chấn nhẹ mà không cần xem xét mật độ xương, giảm mật độ xương có kèm theo gãy xương do loãng xương ở các vị trí đầu trên xương cánh tay, xương chậu hoặc đầu dưới xương cẳng tay, giảm mật độ xương và có nguy cơ gãy xương theo cái mô hình Frost cao. Năm 2008 thì Tổ chức Y tế Thế giới có đưa ra một cái mô hình Frost dựa vào các cái yếu tố nguy cơ của loãng xương để đưa ra cái dự báo về nguy cơ tuyệt đối của gãy xương ở các cái vị trí như là ở cổ xương đùi hay ở cổ sống thắt lưng hay ở xương cánh tay và ở xương cẳng tay trong vòng 10 năm ở một cá thể. Và cái chỉ số nguy cơ gãy xương trong 10 năm này thì cũng đã có trong cái kết quả đo mật độ xương của Bệnh viện Đại học Y giúp cho các cái thầy thuốc lâm sàng có thể sử dụng để đưa ra quyết định điều trị. Ở những cơ sở y tế mà không thể đo được mật độ xương bằng máy đề xa thì có thể sử dụng các cái phương pháp khác để chẩn đoán loãng xương, nhưng mà thường thì chỉ phát hiện được loãng xương ở giai đoạn muộn hoặc khi đã có biến chứng. Với những phụ nữ đã mãn kinh và có các triệu chứng sau như là giảm chiều cao so với thời thanh niên do đốt sống bị lún xẹp, cột sống thì biến dạng gù cong, bệnh nhân có biểu hiện còng lưng, lún xẹp các đốt sống hoặc thưa xương trên X quang, gãy xương thì không do chấn thương, thường gãy các vị trí hay gặp ở đầu trên xương đùi và đầu dưới xương cẳng tay, hoặc là chúng ta có thể dựa vào chỉ số OSTA để sàng lọc loãng xương. Dựa vào tuổi và cân nặng, ví dụ với một cái bệnh nhân 70 tuổi mà nếu mà cân nặng khoảng tầm 55 cân thì bệnh nhân này thì có yếu tố nguy cơ của loãng xương ở mức độ trung bình, nhưng với một bệnh nhân 70 tuổi mà cân nặng khoảng 45 cân thì bệnh nhân này sẽ có nguy cơ loãng xương cao. Nội dung thứ hai là điều trị loãng xương theo mục tiêu. Mục tiêu của điều trị loãng xương thì gồm 3 mục tiêu sau. Thứ nhất là giảm nguy cơ gãy xương và tái gãy xương, giảm mất xương và cải thiện chất lượng và khối lượng xương, nâng cao chất lượng sống và giảm tỷ lệ tử vong. Thì cũng giống như các cái bệnh lý mạn tính quan trọng khác thì từ năm 2014 thì điều trị theo mục tiêu đã được áp dụng đối với bệnh lý loãng xương, và năm 2018 thì Hội Loãng xương Quốc tế đã đưa ra cái mục tiêu của điều trị loãng xương, đó là nguy cơ gãy xương theo Frax với gãy xương chính là dưới 20% và với gãy xương hông là dưới 3%, chỉ số T-score lớn hơn âm 2,5. Còn nếu trong trường hợp mà đã có gãy xương thì chỉ số T-score phải đạt trên âm 1,5.
Vậy ai những bệnh nhân như thế nào thì sẽ cần phải điều trị? Sau khi mà chúng ta loại trừ được các cái nguyên nhân thứ phát để điều trị, thì với những cái bệnh nhân mà lớn hơn 50 tuổi, nếu như bệnh nhân mà được chẩn đoán là loãng xương dựa vào các tiêu chí về lâm sàng có gãy xương hông hoặc cột sống, hoặc chẩn đoán dựa vào mật độ xương có T-score dưới âm 2,5 và cột sống thắt lưng hoặc cổ xương đùi, hoặc là với những cái bệnh nhân đo mật độ xương thì chỉ có giảm mật độ xương thôi, nhưng mà nguy cơ gãy xương tính theo flux có lớn hơn 3% ở gãy xương hông hoặc lớn bằng 20% gãy xương chính. Về điều trị loãng xương thì gồm các cái phương pháp điều trị như sau: điều trị dùng thuốc, điều trị không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc và điều trị ngoại khoa. Điều trị dùng thuốc thì gồm các cái biện pháp như là chế độ ăn thì bổ sung đầy đủ canxi và vitamin D, và tăng cường cái tập luyện, tăng cường cái sức dẻo dai của cơ bắp cũng như là sức mạnh của cơ và tránh ngã. Lưu ý là cho bệnh nhân sử dụng các cái nẹp hoặc các cái dụng cụ chỉnh hình ở cột sống hoặc là ở khớp háng, và để là giảm các cái lực tì đè lên cột sống và các cái đầu xương, tránh cái tình trạng thừa cân hoặc thiếu cân và tránh các yếu tố nguy cơ như là hút thuốc lá hay là uống rượu. Về thuốc điều trị loãng xương thì là các cái thuốc chống hủy xương và thuốc tăng tạo xương, và có những cái thuốc thì vừa có tác dụng chống hủy xương và thuốc tăng tạo xương. Kèm theo là chúng ta sẽ điều trị bằng điều trị triệu chứng với các cái thuốc chống viêm giảm đau, các thuốc giảm đau thần kinh, các thuốc vitamin nhóm B. Về điều trị ngoại khoa thì một lát nữa tiến sĩ Vũ sẽ trình bày cụ thể hơn ạ. Về nếu trong trường hợp mà chúng ta bổ sung canxi và vitamin D bằng chế độ ăn chưa đầy đủ, chưa đủ thì chúng ta sẽ bổ sung canxi, vitamin D dưới dạng thuốc. Và chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu canxi của những cái đối tượng thì khác nhau, đặc biệt lưu ý ở những đối tuổi lứa tuổi là đang phát triển, và phụ nữ có thai và cho con bú, và ở phụ nữ sau mãn kinh. Đối với nhu cầu về vitamin D thì thường là nhu cầu khoảng 800 đơn vị đến 1.000 đơn vị một ngày. Về chọn lựa thuốc điều trị loãng xương thì với mỗi một cái đối tượng khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái thuốc điều trị khác nhau, như ở loãng xương phụ nữ sau mãn kinh thì thường, hoặc và cả ở Việt Nam thì hiện nay thì chúng ta thường chỉ sử dụng bifosphonate và calcitonin. Trong hai cái nhóm thuốc này thì calcitonin là một thuốc duy nhất, là cái thuốc ức chế hủy xương duy nhất có tác dụng giảm đau rất là nhanh và thường được chỉ định trong trường hợp mà loãng xương có xẹp đốt sống mới. Bifosphonate thì là nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và được khuyến cáo là chọn lựa đầu tiên trong điều trị tất cả các cái thể loãng xương, ví dụ như loãng xương sau mãn kinh hay loãng xương ở người già, loãng xương ở nam giới và loãng xương thứ phát. Các cái chế phẩm thuốc bifosphonate hiện nay có ở Việt Nam thì có thể dùng theo đường uống 1 tuần 1 viên, 1 tháng 1 viên, hoặc là dùng đường tiêm dưới da 3 tháng 1 lần, hoặc là dùng đường truyền tĩnh mạch 1 tháng 1 lần. Khi sử dụng các cái thuốc bifosphonate kéo dài có thể gặp một số các cái tác dụng không mong muốn, thậm chí ngay cả trên cả hệ thống xương, đó là gãy xương đùi không điển hình hoặc là hoại tử xương hàm. Do đó thì một số các nghiên cứu người ta đưa ra những cái khuyến cáo để làm giảm thiểu những cái tác dụng không mong muốn cũng như là thời gian sử dụng thuốc kéo dài, thì các nhà lâm sàng thì nên cân nhắc đến vấn đề là nghỉ thuốc. Và theo khuyến cáo của hội loãng xương của Úc, người ta đã đưa ra khuyến cáo là sau khi mà mình điều trị một liệu trình cho bệnh nhân dùng bifosphonate đường uống khoảng 5 năm và bifosphonate đường truyền tĩnh mạch 3 năm thì chúng ta sẽ đánh giá về cái gãy, tình trạng gãy cổ xương đùi, gãy cột sống hoặc cái gãy xương khác trước và trong quá trình điều trị. Nếu như mà có các cái gãy xương này thì chúng ta sẽ cân nhắc tiếp tục dùng bifosphonate hoặc đổi thuốc khác cơ chế và đánh giá lại sau mỗi 2 năm. Còn nếu trong trường hợp mà không có những cái gãy xương này thì chúng ta sẽ đo mật độ xương của bệnh nhân và hoặc là đánh giá các cái nguy cơ gãy xương. Nếu trong trường hợp mà mật độ xương ở cổ xương đùi nhỏ hơn âm 2,5 hoặc là có nguy cơ gãy xương cao thì chúng ta sẽ đánh giá lại các cái lợi ích và nguy cơ và cân nhắc dùng cái nhóm bifosphonate này kéo dài đến tận 10 năm hoặc đổi thuốc khác cơ chế. Và trong quá trình dùng thuốc thì chúng ta sẽ đánh giá lại mật độ xương sau mỗi 2 năm. Còn nếu trong trường hợp mà mật độ xương ở cổ xương đùi lớn hơn âm 2,5 hoặc nguy cơ gãy xương không cao thì chúng ta sẽ cân nhắc nghỉ thuốc và đánh giá lại sau mỗi 1 đến 2 năm về lâm sàng và các cái yếu tố nguy cơ. Về theo dõi đáp ứng điều trị thì cái việc đo mật độ xương được khuyến cáo để theo dõi đáp ứng điều trị. Nếu trong trường hợp mật độ xương giảm cải thiện được dưới 5% và tuân thủ điều trị tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục điều trị và đo lại mật độ xương sau 2 năm. Còn nếu trong trường hợp mà mật độ xương giảm từ trên 5% thì chúng ta sẽ chuyển bifosphonate đường uống sang đường tiêm tĩnh mạch hoặc là dùng thuốc khác cơ chế.
Để kết luận cho bài trình bày, em xin được có một vài ý sau ạ. Để về loãng xương thì là một bệnh lý của cộng đồng đang gia tăng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Cần phải thay đổi nhận thức của toàn xã hội về bệnh, đặc biệt là về hậu quả nặng nề của bệnh, đó là tình trạng gãy xương với sức khỏe cộng đồng liên quan với nhiều các bệnh lý khác. Bệnh thì có thể phòng ngừa được bằng bổ sung canxi, vitamin D và chế độ tập luyện. Bệnh thì cần được chẩn đoán sớm và phát hiện các yếu tố nguy cơ. Mục tiêu điều trị của bệnh là nhằm giảm nguy cơ gãy xương và tái gãy xương. Chiến lược điều trị theo mục tiêu thì nhằm xác định rõ được đích cần đạt và giúp cải thiện được các cái kết cục nguy hiểm của bệnh. Em xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô và các quý đồng nghiệp ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Thu. Các thầy cô có các câu hỏi thì chúng ta có thể đặt và thảo luận sau cuối buổi, sau bài trình bày tiếp theo của tiến sĩ Nguyễn Vũ là can thiệp ngoại khoa trong điều trị loãng xương. Xin mời thầy Vũ ạ. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp và các đầu cầu. Hôm nay tôi xin phép trao đổi với cả quý vị về can thiệp ngoại khoa trong những cái tổn thương đốt sống trong điều trị loãng xương. Vừa nãy thì chúng ta đã được nghe tiến sĩ Thu có một cái bài tổng quan cũng như là các cái phương án điều trị nội khoa. Thế thì can thiệp ngoại khoa trong điều trị loãng xương sẽ được ứng dụng trong những trường hợp nào? Thế thì cái bài báo cáo của tôi sẽ gồm 3 phần. Thứ nhất là ngoài cái việc tổn thương đốt sống do loãng xương thì cần phân biệt những cái bệnh lý khác mà có thể chẩn đoán nhầm về loãng xương trong với xẹp đốt sống trong loãng xương. Thứ hai là lựa chọn và chỉ định điều trị, và thứ ba là các phương pháp điều trị. Thế thì như chúng ta đã biết thì với điều trị ngoại khoa trong cái xẹp đốt sống hay các tổn thương đốt sống do loãng xương thì có 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là giảm đau cấp tính, thứ hai là làm vững chắc đốt sống, và một trong những cái mục tiêu nữa là cầm máu tiền phẫu ở những cái trường hợp mà trong cái hồ máu trong xương lớn mà không muốn can thiệp ngoại khoa thì không thể cầm máu được thì phải bơm xi măng vào các cái hồ máu trong xương trước. Và như vừa nãy thì cô Thu cũng đã giới thiệu những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh để xác định xẹp đốt sống. Thì về phía ngoại khoa thì cộng hưởng từ là một trong những cái chỉ định bắt buộc được áp dụng ở những cái bệnh nhân mà nghi ngờ xẹp đốt sống do loãng xương hay là xẹp đốt sống do các bệnh lý khác có thể xảy ra. Thế thì đây là một cái hình ảnh cộng hưởng từ điển hình của cái xẹp đốt sống do loãng xương với 3 hình ảnh. Trên hình ảnh T1 là giảm tín hiệu, hình ảnh T2 là tăng tín hiệu, và trên sung tia là tăng tín hiệu, hay chúng tôi còn gọi là những cái phù tủy xương. Với những cái xẹp đốt sống thì việc đầu tiên chúng ta sẽ là nghi ngờ với những cái tổn thương ác tính mà đa phần các phẫu thuật viên cũng đã gặp, đấy là những cái bệnh đa u tủy xương, bệnh Kale, hay những cái bệnh nhân u di căn từ nơi khác đến xương. Trên hình ảnh là những cái trường hợp bệnh nhân mà ung thư vú di căn từ nơi khác đến, thì chúng ta thấy là cái tín hiệu tủy xương nó bất thường, và đặc biệt là có tổn thương cái phần mềm chung quanh và ngấm thuốc. Đây cũng là một cái trường hợp mà có tổn thương thân đốt sống nghi ngờ từ ác tính từ nơi khác đến, và một cái trường hợp chúng ta gặp rất nhiều, đấy là những trường hợp mà tổn thương rất nhiều các cái thân đốt sống và tổn thương cả cuống, thì đây là những trường hợp mà nghi ngờ là tổn thương ung thư. Một cái trường hợp cũng dễ gặp nữa, đấy là những trường hợp lao đốt sống hay là những cái trường hợp mà người bệnh đi đắp lá hoặc là đi tiêm vào những cái cơ cảnh sống và vùng cột sống, sau đó thì bệnh nhân có biểu hiện sốt hoặc sưng nề tấy đỏ ở cái vùng tiêm. Đấy là những cái trường hợp nhiễm trùng, thì đa phần chúng ta sẽ khi chụp cổng từ chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh ngấm thuốc rất là mạnh, cũng như là có thể có những cái tổn thương áp xe ở phía sau chèn ép vào ống sống. Trên hình ảnh là cái bảng phân loại giữa một cái hình ảnh cộng thưởng hưởng từ của một cái tổn thương lành tính mà có thể là loãng xương và một cái hình ảnh là ác tính. Thường gặp nhất những cái trường hợp như là những cái xẹp đốt sống thì chúng ta có thể nhìn thấy đường gãy, còn những cái tổn thương ác tính thì không, hay là những trường hợp mà tổn thương mô mềm thì trong những cái xẹp đốt sống thì không có, còn loãng xương ác tính thì lại có, hay là những cái trường hợp mảnh vỡ.
Để mà xác định được một cái tổn thương xẹp đốt sống cần phải can thiệp phẫu thuật là bắt vít hay là một cái chỉ cần bơm xi măng hay là chúng ta chỉ cần điều trị nội khoa, thì chúng ta có một cái bảng phân loại mức độ tổn thương do xẹp lún xẹp đốt sống của Mỹ. Thì trên hình ảnh ấy, phân độ như độ 1 thì hoàn toàn cái thân đốt sống không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng mà có phù tủy xương trên xung stia. Ở những cái độ 2 thì chúng ta thấy là chỉ có tổn thương ở một mặt của trên của thân đốt sống, và cái tổn thương này thì ít hơn 1/5 cái tường sau của thân đốt sống. Cái độ 3 thì tổn thương lớn hơn 1/5 cái tường sau của thân đốt sống và cũng chỉ tổn thương một mặt. Độ 4 thì chúng ta thấy là tổn thương của hai mặt của thân đốt sống và phù tủy xương. Và độ 5 thì chúng ta sẽ thấy tổn thương có gập góc, tức là biến dạng cột sống. Thì với những trường hợp ở độ 1 và độ 2 thì theo khuyến cáo là chúng ta chỉ cần điều trị nội khoa. Và nếu như điều trị nội khoa sau 7 ngày mà bệnh nhân không đỡ đau, không giảm các triệu chứng thì chúng ta mới đề cập đến cái phương án điều trị ngoại khoa. Và điều trị ngoại khoa được chỉ định trong những trường hợp này là bơm xi măng, thì lát nữa chúng ta sẽ quan tâm đến có các loại bơm xi măng như nào. Với trường hợp thứ ba là tổn thương trên 1/5 chiều của tường sau đốt sống thì sẽ có bảng phân loại đánh giá được là nên phẫu thuật hay là nên bơm xi măng, thì người ta dựa vào cái tổn thương hay là cái mức độ loãng xương, cũng như là cái tổn thương này là mới hay cũ, mức độ đau của người bệnh hay là tổn thương thần kinh. Thì với cái bảng phân loại này thì với 0 đến 5 điểm thì là điều trị bảo tồn, ở 6 điểm thì là cân nhắc giữa điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật, và trên 6 điểm là điều trị phẫu thuật. Thế vừa rồi là những cái căn cứ để có thể đưa ra chỉ định cho người bệnh. Vậy chúng ta sẽ có 3 cái phương án. Phương án thứ nhất là bơm điều trị nội khoa, thì vừa rồi cô Thu đã trao đổi. Thứ hai là chỉ định bơm xi măng, và thứ ba là điều trị bắt vít. Thì về thứ nhất là chỉ định bơm xi măng, thì bơm xi măng được áp dụng với những trường hợp xẹp đốt sống do loãng xương và gây đau. Tuy nhiên là cái mức độ xẹp là không quá 10% chiều cao thân đốt sống, với bệnh nhân đau với điểm VAT là trên 6. Bệnh nhân không đáp ứng với các thuốc điều trị giảm đau, và đặc biệt là trên xung stia trên cổng hưởng từ là có phù tủy xương. Chỉ định thứ hai là u máu của thân đốt sống, và trường hợp thứ ba là trường hợp u di căn đốt sống mà không có khả năng phẫu thuật triệt căn để lấy bỏ được cái thân đốt sống hay lấy u, thì bơm xi măng là một cái phương pháp giảm đau tạm thời cho người bệnh. Với cái bơm xi măng là một cái phẫu thuật cũng không quá phức tạp, tuy nhiên là cũng có những cái chống chỉ định nhất định với những bệnh nhân có rối loạn đông máu hay là những bệnh nhân mà hoàn toàn không có phù tủy xương trên trung stia, tức là đã liền xương hoàn toàn. Những cái trường hợp nhiễm khuẩn tại chỗ mà chúng ta thường gặp nhất là những cái tiêm chọc hay đắp lá. Thứ tư là những cái biểu hiện mất vững cột sống như trên phân loại là độ 5, và có những biểu hiện như dấu hiệu chèn ép thần kinh. Với những cái trường hợp mà xẹp đốt sống trên 80% chiều cao thì cân nhắc là có nên can thiệp bơm xi măng hay là điều trị bắt vít cho người bệnh. Hay những trường hợp mà vỡ đốt sống có tổn thương, đặc biệt là tổn thương cái tường sau của thân đốt sống, vì khi bơm xi măng thì có thể cái xi măng nó sẽ trào vào ống sống gây liệt tủy thứ phát. Hoặc là những trường hợp đau không liên quan đến gãy xương, thì thường ở những bệnh nhân mà cao tuổi chúng ta có những cái thoái hóa diện khớp, tổn thương diện khớp, thì chúng ta cần phải phân biệt với những cái đau diện khớp. Và đặc biệt là những trường hợp mà dị ứng những cái thành phần của xi măng thì cũng không được áp dụng. Ưu điểm của nó thì là ngay khi mà bệnh nhân được bơm xi măng xong trừ 1 đến 2 tiếng thì chúng ta đã thấy bệnh nhân đỡ đau hơn rất là nhiều. Và đây chỉ là một cái phương pháp gây tê và có thể can thiệp vào nhiều đốt sống. Có những cái bệnh nhân nặng như là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay những bệnh nhân mà lao ảnh hưởng đến hô hấp mà không thể gây mê được, thì đây là một cái phương pháp rất có ưu điểm về có thể nằm sấp hoặc là nằm nghiêng để can thiệp bơm xi măng. Và một số những trường hợp như bơm xi măng không bóng thì cái chi phí là ở mức có thể chấp nhận được. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý đấy là cái nguy cơ trào xi măng sang các thành phần xung quanh, và bơm xi măng không bóng thì không thể phục hồi được chiều cao của thân đốt sống. Và đặc biệt đấy là tính được cái lượng xi măng mà đưa vào trong
thân đốt sống, vì nếu như cái lượng xi măng quá lớn thì chúng ta sẽ có nguy cơ là gây tổn thương cái đốt sống liền kề. Có 3 phương pháp mà bơm xi măng để tôi trình bày, đấy là phương pháp bơm xi măng có bóng. Thì đây là một phương pháp với cái giá tiền tương đối cao, phải thường áp dụng cho những cái tổn thương cấp tính, có thể là chấn thương. Và khi mà có độ gù và mất chiều cao của thân đốt sống nhiều thì đây là một cái phương pháp có thể tạo hình được thân đốt sống. Với những trường hợp không bóng thì không có biến dạng nhiều, không giảm chiều cao thân đốt sống đã áp dụng. Và mới nhất là chúng ta có cái phương pháp đã đặt lồng titan hoặc là đặt những cái kích và trong thân đốt sống làm nâng hoàn toàn cái thân đốt sống lên. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa khi mà chúng ta đưa kim vào trong thân đốt sống, sau đó thì chúng ta đặt bóng và nâng cái bóng của thân đốt sống lên, thì cái đốt sống nó sẽ được rộng ra tương đối là nhiều. Đây là cái hình ảnh mà bóng sẽ bơm lên và cái thân đốt sống nó sẽ được phồng lên. Thì áp dụng trong những trường hợp mà có gập góc trên 15 độ và cái đốt sống nó xẹp nhiều, thì với cái nâng bóng như này, sau đó thì cái bóng được rút ra và bơm xi măng vào trong thân đốt sống, thì cái đốt sống sẽ được vững chắc và đảm bảo an toàn hơn rất là nhiều. Trường hợp thứ hai là một cái trường hợp mà chúng ở những bệnh nhân loãng xương nặng mà cần phải tạo hình thân đốt sống, thì với những cái trường hợp không bóng có bóng mà chúng ta không nâng được lên, thì chúng ta có thể dùng những trường hợp mà chúng ta có thể đặt cái lồng titan, sau đó thì chúng ta kích cái lồng titan, thì cái việc tạo hình thân đốt sống nó sẽ tốt hơn rất nhiều, và chính cái lồng titan nó sẽ tựa vào hai cái mặt của cái thân của đốt sống, mặt trên và mặt dưới, làm cho cái đốt sống nó được vững chắc. Xin lỗi vì là cái hình ảnh bây giờ nó không chạy được. Vâng, đây là những cái hình ảnh chắc là thầy download những clip về nó bị quá tải nặng đúng không ạ? Vâng. Về phần kỹ thuật thì chỉ xin lưu ý một chút với cả các phẫu thuật viên là có hai cái kỹ thuật, đấy là cái kỹ thuật mà đưa kim qua cuống sống vào thân đốt sống để tạo hình thân đốt sống, và một kỹ thuật nữa là kỹ thuật ngoài kim. Thì với những cái trường hợp ở vùng thắt lưng thì hoàn toàn có thể giống như bắt vít thông thường, là chúng ta đưa kim qua cuống, thì trên hình ảnh X-quang bao giờ chúng ta bắt buộc phải có màn hình tăng sáng, thì hình ảnh hai cái mắt hai bên là hình ảnh cái cuống, và bao giờ chúng ta sẽ đi một cái góc 10 giờ hoặc 2 giờ và làm sao đảm bảo cái nguyên tắc là khi mà kim chúng ta đi qua cuống vào đến thân đốt sống thì cái đầu kim nó không vượt quá cái bờ trong của cái mắt của đốt sống, vì đây chính là cái hình ảnh mà kim hoàn toàn là trong thân đốt sống, khi mà chúng ta chọc ra ngoài thì chúng ta có thể chọc vào tủy sống và gây ra những cái biến chứng tổn thương thần kinh. Thì đây là những cái hình ảnh mà có hai cái kỹ thuật, đấy là bơm xi măng không bóng thì cái kim sẽ đưa qua cuống sống thì phải vào đến 1/3 trước của thân đốt sống, và chúng ta cố gắng làm sao đưa xi măng hạn chế tối đa vào 1/3 sau, vì 1/3 sau thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tường sau của thân đốt sống, thì có thể trào vào trong ống tủy cũng như là
là tổn thương tường sau khi cái mảnh xương nó sẽ chèn vào trong ống sống. Và với những trường hợp bơm xi măng có bóng thì hiện tay chúng ta đã có đầy đủ cả loại một bóng và loại hai bóng mới nhất trên thế giới bây giờ đều đã được áp dụng ở bệnh viện Đại học Y chúng tôi. Thì với cái phương pháp rất an toàn là bóng đã được căng lên trước thì tạo hình được cái thân đốt sống, và sau đó thì cái bóng được rút ra và đưa xi măng vào cái khoang ảo mà đã được bóng tạo ra thì gần như là tuyệt đối an toàn cho người bệnh. Một cái trường hợp nữa mà đa phần có một số các cái đơn vị bây giờ áp dụng cũng rất là khó khăn, đấy là cái xẹp đốt sống ở vùng ngực. Thì cuống ở vùng ngực rất là nhỏ, và khi mà chúng ta cắm kim qua vùng ngực thì thường là cái đầu kim nó không thể tới được đường giữa của thân đốt sống, cho nên chúng ta phải có kỹ thuật đi ngoài cuống. Thì với cái kỹ thuật đi ngoài cuống như này thì nếu như mà không phải là phẫu thuật viên chuyên khoa thì có thể chọc vào màng phổi và chọc vào các cái tạng ở trong ổ bụng. Chính vì vậy mà cần rất lưu ý. Tuy nhiên là với những cái trường hợp ở đốt sống ngực thì chúng tôi đi chỉ cần một kim thôi. Chúng tôi đi ngoài cuống thì đã có thể giải quyết được cái trường hợp xẹp đốt sống rất là tốt cho người bệnh. Một cái cần lưu ý với tất cả các cái phẫu thuật nói chung và những cái phẫu thuật can thiệp vào cuộc sống nói riêng, đặc biệt là can thiệp bơm xi măng, đấy là những cái biến chứng mà gặp phải. Thì thông thường nhất mà chúng ta hay gặp đấy là những cái xi măng nó trào ra tường trước và trào vào cái đĩa đệm. Thì đây là những cái biến chứng mà không để lại cái tổn thương gì cả cho người bệnh. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải lưu ý những cái xi măng trào ra phía sau mà gây tổn thương tủy sống thì nó sẽ có hai thứ. Một là cái xi măng nó đông cứng và chúng ta lấy ra, chúng ta phải mổ cấp cứu để lấy cái xi măng này ra thì rất khó khăn. Và thứ hai là những cái xi măng trào vào những cái mạch máu lớn, tỷ lệ gặp thì là rất thấp, chưa đến 1%, nhưng mà trên y văn các thế giới cũng đã nhắc đến đấy là những cái trường hợp tắc mạch phổi hay là tắc những cái mạch ở những cái tạng lớn ở trong ổ bụng do xi măng trào vào tĩnh mạch. Và một cái trường hợp nữa đấy là những cái tai biến do kỹ thuật, đấy là chọc ra ngoài, chọc vào các tạng trong ổ bụng hay là chọc vào tủy sống gây tổn thương ống sống. Đấy là những cái phần liên quan đến bơm xi măng. Ngoài cái trường hợp mà bơm xi măng thì ngay ở phần phân loại tôi đã nói đấy là một cái trường hợp cố định cột sống, thì những cái trường hợp mà có tổn thương tường sau mà gây mảnh xương chèn vào trong ống sống, hay là những cái trường hợp mà biến dạng gập góc thì phải dùng vít để cố định cột sống. Thì hiện tại thì chúng ta có rất nhiều những cái loại vít cố định ống sống qua cuống sống. Tuy nhiên thì có hai cái loại phổ biến nhất mà dùng cho bệnh nhân loãng xương, đấy là vít hai nòng, tức là sau khi bắt vít vào thì một cái nòng thứ hai sẽ mở rộng ra và những cái đầu này nó sẽ cắm vào những cái thành của xương và nó làm cho vững chắc hơn. Và trường hợp thứ hai là cái vít rỗng nòng, thì sau khi bắt vít xong thì chúng ta tiến hành bơm xi măng qua những cái vít này để làm vững chắc hơn cho cột sống. Và một cái trường hợp nữa đấy là trường hợp phối hợp cả hai kỹ thuật, thường gặp trong những trường hợp ung thư, đấy là những trường hợp mà ung thư di căn đến thân đốt sống và có biến dạng cột sống. Nếu mà chỉ cố định cột sống không thì bệnh nhân sẽ đau ở cái khối u di căn vào thân đốt sống, còn nếu mà chỉ bơm xi măng không thì đảm bảo không có sự vững chắc của cột sống. Thì chúng tôi làm cả hai kỹ thuật, đấy là kỹ thuật bơm xi măng vào đốt sống mà có u, và chúng tôi cố định cột sống bằng kỹ thuật bắt vít qua da ít xâm lấn, và sau khi bắt vít qua da thì chúng tôi bơm xi măng vào trong cái thân đốt sống để làm vững cho cột sống. Thì mặc dù thì có rất là nhiều những cái kỹ thuật được áp dụng, tuy nhiên có hai việc mà phải rất nhấn mạnh với cả tất cả các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu, đó là để mà một cái phẫu thuật điều trị thành công thì không bao giờ quên đấy là những cái điều trị nội khoa trước, trong và đặc biệt là điều trị nội khoa sau mổ, bao gồm cả điều trị loãng xương, điều trị dự phòng loãng xương, và đặc biệt đấy là tập phù hồi chức năng và vật lý trị liệu sau điều trị. Và chỉ có phối hợp điều trị nội khoa và phù hồi chức năng và vật lý trị liệu thì cuộc mổ mới thành công và cái kết quả mới đạt được như mong muốn. Xin hết ạ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị ạ. Vâng, cảm ơn thầy Vũ. Chúng ta đã có một bài khá đầy đủ về can thiệp cuộc sống của bác sĩ Vũ.
Tuy nhiên là chúng ta bị quá giờ, thầy Vũ được 10 phút, hôm nay thầy hăng hái quá, thầy làm cho 20 phút. Nên là có rất nhiều câu hỏi của các bạn đang xem trực tiếp thì tôi sẽ xin trả lời bằng các trên fanpage. Tuy nhiên có một câu hỏi của bạn Nguyễn Hùng, thì xin thầy Vũ có thể trả lời giúp bạn không? Đấy là vi phẫu thuật cuộc sống là gì? Lợi thế vi phẫu thuật cuộc sống trong điều trị thoát vị đĩa đệm có chèn ép dễ L5 gây liệt bàn chân bên dễ bị chèn. Cảm ơn thầy Hiếu, cảm ơn câu hỏi của bạn. Cái khái niệm vi phẫu thuật hay còn gọi là sử dụng kính vi phẫu trong điều trị phẫu thuật các bệnh lý về cột sống thì hiện tại thì cái vi phẫu thuật đó được áp dụng cho rất nhiều các bệnh cột sống như là thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống hay là đặc biệt là những bệnh lý u. Và đây là việc sử dụng kính hiển vi điện tử phóng đại rất nhiều lần để lấy cái khối thoát vị giống như câu hỏi của bạn để điều trị thoát vị đĩa đệm, hay là những trường hợp u thì lấy u với cái phóng đại như vậy thì sẽ nhìn thấy rất rõ được cái rễ thần kinh và cũng như đánh giá được cái mức độ chèn ép để điều trị. Thì xin nói thêm là ngoài cái vi phẫu thuật thì hiện tại bệnh viện Đại học Y còn áp dụng rất nhiều những cái kỹ thuật mổ ít xâm lấn và những cái kỹ thuật hệ thống cảnh báo thần kinh cũng như là theo dõi thần kinh trong mổ khác để giúp cho cái cuộc mổ được thành công hơn ạ. Xin hết. Vâng, xin và thầy Vũ sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một bài báo cáo khác đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Cảm ơn ạ. Vâng, trước khi tiếp tục chương trình thì tôi xin có một cái thông tin, vì vừa rồi chúng tôi vừa về ra ngoài đi một trường hợp cấp cứu, một bệnh nhân rất là đặc biệt của bệnh viện Quang Bình, bị vết thương tim, cháu bé 16 tuổi, và các bác sĩ bệnh viện Quang Bình, bệnh viện huyện miền núi của Hà Giang đã rất là quyết tâm đưa cháu bé lên phòng mổ dẫn lưu và đã được hội chẩn trực tuyến với cả các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực của bệnh viện Đại học Y Hà Nội, và hiện nay cháu bé đã tương đối ổn. Nên là trong cách đây có ít phút xin một lần nữa chúc mừng bệnh viện Quang Bình, và rất mong muốn là các bệnh viện huyện, đặc biệt bệnh viện miền núi vùng sâu vùng xa, chúng ta quyết tâm mà chữa bệnh cho những trường hợp bệnh nhân nặng không có khả năng di chuyển đến các cái tuyến cao hơn. Xin một lần nữa chúc mừng Quang Bình. Để tiếp tục chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thanh Hồi, giám đốc bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Chúng tôi sẽ có một cái buổi lễ ký kết hợp tác toàn diện. Đây là một bệnh viện tư nhân hoàn toàn, từ khi thành lập đến giờ cũng là bệnh viện rất là năng động phát triển ở Hải Phòng và rất mong muốn là tham gia vào đại gia đình telehealth của chúng ta, đồng thời cũng mong muốn phối hợp giữa các bệnh viện công và bệnh tư để phục vụ mục đích chung, đấy là bảo vệ sức khỏe cho toàn dân. Và xin phép mời thầy Hội, và chúng tôi xin ký một cái kết, một cái cuộc ký kết mà tôi nghĩ là sẽ làm đặt lại dấu ấn rất lớn trong việc phát triển của cả hai bệnh viện. Xin phép các thầy cô bỏ khẩu trang, thầy Hồi nhỉ. Kính thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kính thưa tất cả quý các thầy, các cô, các anh chị, kính thưa tất cả các bác sĩ từ tất cả các đầu cầu đang tham dự telehealth với cái điểm telehealth của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Rất vinh dự cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng ngày hôm nay, mặc dù là một cái bệnh viện tư nhân, được vinh dự đứng trong cái khối telehealth của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đối với chúng tôi thì đấy thực sự là cái vinh dự. Và bên cạnh đó nó còn là cái động lực rất lớn, nó cũng đúng cái chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời gian này, thì đấy là cái sự kết hợp
giữa y tế công và y tế tư, cũng như là ủng hộ cho khối y tế tư nhân phát triển với cái mục đích chung đấy là tạo ra những cái dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn để phục vụ chăm sóc cái sức khỏe người dân. Thay mặt cho tập thể bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, xin trân trọng cảm ơn thầy Hiếu, xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cũng như là xin kính chào và xin thời gian tới được tham gia một cách tích cực vào cái hệ thống telehealth của hệ thống của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn các thầy cô, các anh chị và các bạn. Chúng ta xin tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Chúng ta xin rà soát cập nhật các chương trình